Biết ngay rồi, cái này biết ngay rồi. Có vẻ như men xào đặc biệt bò là bò nó rất là buồn. Nó thật rất ngay để nó muốn đi theo men về. Ở yên nãy. Ở yên nãy. Biết ngay rồi là nó bị được thả rồi. Trời ơi, làm sao đây? Nhưng mà không đi xa đâu, có là bắt cóc đấy. Là nạn đấy. Nghe sao chưa? Xin chào các bạn. Hôm nay tôi mình thích nên tạm biệt con bò. À, vậy là Ben sắp sửa vào năm học mới. Hôm nay Ben nên cho bò ăn và tạm biệt con bò. Đúng không? Đi học rồi thì hôm nào mẹ nghỉ thôi thì mẹ nên thăm bò được đúng không? Mẹ cầm gì đấy? À hôm nay mẹ vừa ra trường tập trung để chuẩn bị cho lễ khai giảng đúng không? Con bò nguyên xanh thì nó rất là nhớ mẹ. Bố, cho nó ăn. Mấy hôm nay mẹ không đi thăm rồi. Hôm nay mẹ cho bò ăn thì cá rốt. Đâu, cầm lên thăm nào. Thơ lên bốn quả thôi. Con lấy một củ ha cho ăn trước ạ. Bốn con đi. Con bò nó nhớ men quá, nó đang rất thích ăn cả lúc. To nhất. Con mũi xanh này nó đang nhìn món ăn. Ngọt quá đúng không? Sắp tới là Ben sẽ ít cho bò ăn hơn. Anh Ben phải đi học rồi. Chắc là lúc đấy con bò mới thay nữa nhớ Ben làm đấy nhỉ? Đúng không? Con mũi xanh thì mấy tuổi em nhỉ? Giờ nó 3 tuổi rồi. À, nó bước sang tuổi 3 đúng không? Hả nó đâu? Mình nhớ men quá đấy. Sắp tới là không được học men nữa đâu. Con này thêm đồ ăn đi. Chơi được rất là nhiều. Hôm nay Ben ra trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nó được phát bằng lá cờ Việt Nam mini. Bố vết chân của nó vào kia rồi. Chúng to quá. Nhìn đâu mà vội anh nhỉ? Giật mình. Thôi nhé. 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 Lại thôi. Nếu mà lâu không nên thăm bò thì mẹ còn nhớ con bò không? Không. Không à? Bác đâu rồi? Bác nuôi bò á? Chắc là bác đi đâu rồi? Bình tĩnh.
ăn ngon lành nè. Bố nó mọc xương. Đó. Ừ. Thay này vắt ve đi, vắt nhanh lắm. Yeah. Không như thế. Thế bên học lớp 1A mấy nhỉ? Lớp 8. Lớp 8 á? Ừ. Hôm nay bên đi tập nhung, tập diễu hành để mang đi anh cả. Ừ. Con hút hoa hay là người yêu con đấy. Chúng ta lấy cho mát nha. Rồi lắm. Cho ăn nốt đi. Hả? Cho ăn nốt đi. Ăn đâu? Đủ cơm đi. Rồi, quay lại bố. À, đưa này nào. Không ngờ là con bò nó ấy. Nghe quá đường nhỉ. Nó thích ăn cà rốt nhỉ. Đúng không mẹ? Bố đây là con mẹ à? Ừ, đây là một cái. Bốn cái tí. Ừ. Bố, không ăn nữa kìa. Có đấy. Đâu mà ăn. Đâu, đâu ăn phần đít mà. Thì nói ăn tiếp. Bố. Bố con da nữa mà. Đấy, ăn tiếp rồi đấy. Đâu. Đâu mà. Bố đi ra. Thế là bị quấn hai ăn rồi. Ui, đứt ngay rồi. Cái này đứt ngay rồi. Bố chưa làm sao? Mẹ nó. Ở yên nãy. Ở yên nãy. Ừ. Đứt ngay thôi là nó bị được thả rồi. Trời ơi, làm sao đây? Nhưng mà không đi xa đâu, có là bắt cóc ấy. Ngàn mạng đấy. Nghe sao chưa? Bà mời bên chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Như vậy là vào năm học mới rồi, Ben hay rất ít khi đi cho bò ăn hơn. Hôm nay là Ben lên cho bò ăn và chào con bò. Để hẹn con bò vào ngày nghỉ nhá. Ngày nghỉ thì Ben mới đi cho bò ăn được đúng không? Rồi, chào các bạn đi. Chào các bạn. Bye bye. Bye. Hẹn các bạn video sau nha.